Hàng trăm trinh sát chia thành 3 mũi tấn công vào sào huyệt của ổ nhóm cho vay siêu nặng lãi tại các tỉnh thành Lào Cai, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 58 đối tượng đã bị bắt và triệu tập ngay trong đêm. Nhiều trang thiết bị, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi từ 1.500% đến 2.200% đã bị thu giữ. Vụ án có dấu hiệu hoạt động trên không gian mạng và hoạt động trên nhiều địa bàn, tỉnh thành trên cả nước, và với số lượng người vay tương đối đông và có yếu tố của người nước ngoài chỉ đạo liên quan đến nhóm đối tượng Huyền này, Công an tỉnh Lào Cai cũng đang phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Các đối tượng đã thành lập công ty công nghệ FunMobi, sử dụng 300 ứng dụng trên điện thoại di động, liên kết với gần 200 tiệm cầm đồ, công ty hỗ trợ cho vay tài chính. Sau đó tuyển dụng hàng trăm nhân viên, lập ra hàng chục website group trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, chia ra các nhóm hoạt động. Các đối tượng cầm đầu thường tập trung tại khu vực biên giới và sẵn sàng vượt biên chạy trốn khi bị phát hiện. Bộ phận ở thành phố Hồ Chí Minh có nhóm đối tượng cho thuê, có nhóm đối tượng tại Hà Nội có hoạt động chuyển tiền và có nhóm đối tượng tại thành phố Lào Cai nhắc nợ, thu nợ và thông qua 3 cái công ty trung gian để thu chuyển tiền, đặc biệt là có những yếu tố nước ngoài liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện cơ quan công an đã xác định được hơn 160.000 người dân trên khắp các tỉnh thành cả nước đã giao dịch vay tại các ứng dụng của nhóm đối tượng này với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó có nhiều người vì không đủ khả năng trả nợ, lãi mẹ, đẻ lãi con nên đã bị các đối tượng uy hiếp, bôi nhọ danh dự và để lại hậu quả nặng nề. Đặc biệt, nhiều người không liên quan nhưng vẫn bị các đối tượng thường xuyên gọi điện, xúc phạm.